Ta sẽ hảo. Xin chào mọi người. Lại là mình. Hakira đây. Hello. Ở đây mà. I never felt that way. Phone's been ringing 20 times. I don't sing your mind, 'cause you're bothering me in the best way. I can be a fool for the little things you do to get hold of me. Chocolate and roses on a Wednesday night. This feels alright, baby. So I don't know what to do. You've got me falling and I owe it all to you. Baby, I love you, so I don't know what to do. Take a little breath and push aside. Chill. Oh, mọi người. Sau một quãng đường dài dã man thì đây mình đã có mặt ở nhà bà nội mình. Hôm nay thì trời rất là đẹp. Cho ra đường cho mọi người xem. Ôi trời kiểu nắng ấy. Xong đằng sau là vườn mận. Trước Tết cách đây khoảng tầm 2 tuần gì đấy thì cái vườn mận này nó đang nở hoa trắng. Hôm đấy mình cũng ở đây nhưng mà trời nó mưa rất là xấu, cũng chả chụp được gì cả. Nên rất là buồn nhưng hôm nay quyết tâm phục thù. Yes. Bây giờ là 12 giờ kém thì khoảng tầm 12 giờ bạn mình sẽ qua đây đón mình. Sau đó là sẽ đi ăn rồi đi lên xã luôn. Thì cái chỗ chiều nay đi nó sẽ ở trên một cái xã thì phải đi xe máy lên đấy chắc khoảng tầm 1 tiếng gì đấy. Trong lúc đợi bạn mình đến đón thì mình sẽ tranh thủ phổ cập cho các bạn một chút kiến thức về Bắc Hà. Đối với mình thì Bắc Hà không còn xa lạ gì nữa bởi vì mình là người Bắc Hà. Mình sinh ra và lớn lên ở Bắc Hà. Mình ở Bắc Hà cho đến hết lớp 9, có nghĩa là ở đây 15 năm. Sau đó là mình bắt đầu đi ra ngoài thành phố để học và sống ở đấy luôn. Từ đấy đến giờ thì ở trong Bắc Hà bây giờ vẫn còn ba mình làm việc ở đây, với cả là bà nội mình này, rồi một số họ hàng của mình cũng vẫn ở trong này. Ngày trước thì như đợt học cấp 3 mình đi học suốt thì một năm cũng vào đây chơi khoảng tầm 1-2 lần gì đấy thôi. Thế nhưng mà đợt này Covid nên là được về Bắc Hà chơi rất là nhiều lần rồi đó. Và Bắc Hà nằm ở phía đông bắc của tỉnh Lào Cai, là một cái huyện vùng cao miền núi, và ở đây có rất là nhiều dân tộc anh em cùng nhau chung sống. Để có tất cả 18 dân tộc liền đấy. Việt Nam có 54 dân tộc thì ở Bắc Hà có 18 dân tộc rồi. Và ở đây thì đa phần đều là người dân tộc Mông. Dân tộc Mông thì ở đây chắc phải chiếm đến khoảng 50% đấy. Thì tạm thời như vậy, nói chung bây giờ mình phải đi vào để sửa soạn một chút bởi vì lát nữa thì bạn mình sẽ đến đón ấy. Sau đó là sẽ dẫn các bạn đi ăn đặc sản Bắc Hà nhá. Ok. A few moments later. Xin chào các bạn. Mượn của bạn đấy. Ừ đây, máy mượn bạn đây, được không bạn? Đấy. Ok, đầy kinh quá, hai xế liền. Bây giờ bọn mình đang trên đường đi ăn phở. Đấy đâu mọi người xem. Đây là bạn mình, còn đây là hồ Naco. Làm một thứ ớt tên là ớt đậu xịn. Cái này kiểu xào mỗi cả ớt khô xào. Trước khi ăn thì bọn mình bắt chanh vào. Món này gọi là món phở trộn gì đấy, mình cần phải trộn lên như thế này. Đây là đặc sản Bắc Hà đấy, mọi người mà đến Bắc Hà thì phải ăn này, bắt buộc phải ăn, đúng không các bạn? Đúng. Dạ. Ok. Các bạn ơi. Wow. Thối quá.
bọn mình đã đến Tả Văn Chư rồi. Chắc chưa là giờ rồi, ZX gì? Mình đeo kính và phát. Đấy. Bên này nhìn nhiều nhau. Tí qua lại bên này. Sắp hết pin. Có một vấn đề là hôm nay đã cất công mượn máy ảnh của bạn mang đi, nhưng cuối cùng thì mình lại để quên pin ở nhà. Thế là máy ảnh hết pin rồi, quay điện thoại mọi người nhé. Đây. Mọi người hãy cùng nhau chiêm ngưỡng những cái phong cảnh này qua điện thoại của mình. Smile. Đây là tớ đang cảm nhận hồi hương của thiên nhiên. Rồi. Cái này. Cứt trâu. Dã man luôn. Đẹp quá, mọi người nhìn thấy không? Đây nhà dân này. Xong ngay bên trên này là rất là nhiều hâm mộ xung quanh. Bên đường bây giờ sẽ đi lên trên cái quả núi này, quả đồi này. Ok. Quay cảnh nhé. Hello. Người ta hay làm cái gì kiểu dáng chinh phục thiên nhiên. Để mà nó không trốn được, nó loạn. Lúc nhà mình ở trong Bắc Hà nhưng mà nhà mình ở thị trấn ý. Thế là cũng ít khi được đi ra những cái chỗ mà nó hoang dã như thế này. Đẹp quá. Úi dồi, đấy. Con ngựa đâu rồi, em ngựa đằng kia. Vui quá. What if I wake up happy? And what if I wake up sad? Sorry if I said something that made you mad. Wishing that I could call you. Sorry my service bad. My bad. When I wake up you're not next to me. Guess I'm missing all your energy. That's all I want. That's all I want. Promise I am not your enemy. I just need another memory. That's all I want. Cause all I want is you. Is you. Đúng rồi, để ngoài nhé.
That's all I want. That's all I want. Promise I am not your enemy. I just need another pen on me. That's all I want. Hello, hello. Mình đang di chuyển đến địa điểm mới là một cái nhà dân và xung quanh có rất là nhiều hoa mận. 30.000 một người các bạn ạ. Vào đây. Rồi, ok. Ok, ok. Nhưng mà không sao, nhưng mà cũng nên ý. Đáng mà. Đẹp quá mọi người ơi. Trời ơi, ước gì mình có một ngôi nhà như thế này. Hôm nay thì có rất là nhiều khách đến đây rồi này. Mình sẽ đi thuê váy rất là mông để mặc vào. Có đây, vừa xin Tuấn không? Không phải xin nhá, váy. Không tí đấy, gọi là váy. Mình tự chọn váy. Chị muốn đi đâu? Đây, đây có rất là nhiều áo. Tớ thích cái này hơn. Đây á. Đây nó sợ to quá không này. Thế lúc có gì ta này. Cái đấy bị loang màu mất rồi hả? Ừ, cái đấy. Một đàn gà con, một đàn gà. Em vừa thay ăn đồ dân tộc người Hâm Mông đây này. Đây mình có tòng tên là vườn mận nhà ông nào? Các đâu đâu đọc em mà. Vườn làng Xeo Pao. Thế là bịa. Bây giờ bọn mình đang có mặt tại vườn mận nhà ông Pao. Ông Pao. Ông Pao. Ông Pao. Ông Pao. Làng A Pao. Bây giờ chuẩn bị đi về rồi. Cũng muộn rồi, hơn 5 giờ. Bye 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 bye. Nào, đứng vào. Mày phải bỏ ra để nhìn thấy chữ chứ. Đang làm gì ấy? Rồi nào, 2 3. Hẹn gặp lại quý khách, quay ấy. Gặp được một chiếc mặt trời rất là đẹp. Quay rồi. Chạy ra đây. Đây đây. Bây giờ nhá, chuẩn bị đây. Anh Tuấn ngồi đi. Tuấn ngồi đi. Mày ngồi quay con chân đi mày. Đấy, đây. Quý. Tao cao quá nhỉ. Đây đây, đứng đây. Không sao đâu. Được. 1 2 3. Xin chào bác Hà. Look up from your telescope. Take me on this journey home. I don't wanna wait no. More.
Take me down behind the moon. Tell me you'll be on the soon. I don't wanna wait no.